Tức là Tuyết. À, anh làm gì vợ? Bị điên hả? Bạch Tuyết gì? Tôi đang ngồi nè, có đứng đâu. Mời anh theo tôi. Bộ điều tra khai thác cái gì nữa hả? Tôi đã mất trắng rồi, vậy còn hạ sách tôi cái gì nữa? Mất trắng cái gì? À, tôi nghi là đúng rồi. Mất một khoản hàng trắng chứ gì. Thôi, tôi xin lỗi, tôi về. Anh tên gì? Tôi tên Hai. Anh giỡn mặt với tôi đó hả? Anh là cái gì mà dám xưng anh Hai với tôi hả? Không phải, tôi tên Hai, ở nhà gọi tôi là Hai Cường. Anh đó, tôi thấy anh có hành vi khả nghi lắm. Nhét cái gì vào trong cái thuốc đó hả? Không hút nữa thì cất đi. Thuốc lá bây giờ bình thường, đâu có mắc mỏ gì đâu. Hút xong á rồi bỏ. Hay là chú là dân nghiện đặc biệt phải không? Ông nói gì? Ông căn cứ vào đâu mà nói tôi hút heroin? Chẳng qua là tôi giữ vệ sinh chung. Bây giờ ông muốn tôi quăng lung tung phải không? Anh tính lừa tôi hả? Anh coi tôi như là con nít hả? Nhìn tôi vậy chứ không dễ bị lừa đâu nha. Tại sao lại vô công viên trong lúc trời mưa, ngồi đây lén lén lút lút như vậy? Tôi gặp thường xuyên cái đám nghiện vô công viên tụ năm tụ sáu rồi để phê thuốc. Tôi thừa kinh nghiệm để biết mấy người nghiện heroin hay giả nai lắm. Ông dẹp cái thói nhìn khả nghi của ông đi. Nào là cái gì cảnh giác đối phó, ông dẹp hết đi là tôi nhức hết cả đầu à. Công nhận là anh cực kỳ khôn khéo. Gì? Hút thuốc mà khéo có quái gì ông nội? Tôi nói khéo á, ý là cái miệng của anh khéo nói đó. Thôi, không có dài dòng nữa, mời anh đi về phòng bảo vệ để cho tôi giải quyết. Đi đâu? Đi. Nè, ông khỏi đi, ông muốn kiểm tra cái gì? Nè, kiểm tra đi. Nè, đó kiểm tra đi. Đây nè, kiểm tra đi. Đó, kiểm tra. Đây 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 đây, tôi cầm vụ cho ông luôn cho. Kiểm tra đi. Sao không có gì hết vậy? Toàn là thuốc không à? Thuốc hút, không có thuốc ở trỏng, không lại có cơm ở trỏng. Nè, trả ông nè. Đó, vụ của ông đó. Coi chừng đó nha. Mẹ, đồ điên. Mời anh. Tôi thấy anh làm việc bỏ công sức để giúp cho thôn,
tôi thấy anh mệt rồi, cho nên anh về nghỉ ngơi. Còn á, đây tiền bồi dưỡng, anh cầm đi. Tiền gì nữa chê quy? Dân làng mình nghèo, lấy đâu ra tiền mà bồi dưỡng chứ? Tôi làm việc đã có nhà nước trả lương cho tôi rồi, không phải bồi dưỡng gì đâu. Anh á, suốt ngày cứ hì hợp dưới suối chỉ cho cực. Anh là cán bộ lâm nghiệp, nhưng tại sao anh lại gánh việc người khác như vậy? Nào là lấy mẫu nước, rồi chạy đến trung tâm kiểm nghiệm của huyện, phân tích hàm lượng này, hàm lượng kia trong nước. Ở quê mình á, thiếu nhiều cán bộ kỹ thuật, nên tôi phải lăn lưng giao. Với lại, tôi muốn xác minh nguồn nước ô nhiễm tới mức nào. Việc chống lâm tặc phải có sự phối hợp mới ngăn chặn được. Nhưng trên đầu nguồn rừng bị tàn phá, mình ở khúc dừa này coi như lạnh đu, nước suối thì hung hăng. Anh á, thì được học hành ở trên lớp, còn thực tế á, thì không như sách vở vậy đâu, nó phức tạp lắm. Thực tế không phải tự dưng nó phức tạp, mà do có những con người cấu kết với nhau làm cho nó trở nên phức tạp. Thôi, anh không nghĩ tới tình họ hàng của tôi hay sao? Cần gì muốn giải quyết thì phải có quá trình chứ. Anh hấp tấp muốn làm căng việc lên hả? Khiến tôi khó xử, anh lại yên cái bụng à? Tại sao lại khó xử? Tôi đồng ý dục tóc bất đắc, nhưng cái kiểu làm việc rề rề như anh á, tôi coi không được. Ai sướng thì người đó tự biết, chứ bà con trong thôn mình khổ á thì tôi thấy rõ. Tôi cũng nghĩ tới tình họ hàng, nên mấy lần đưa hồ sơ cho anh để giải quyết, tưởng là anh giải quyết êm ru, nhưng đời ngoài có thấy gì đâu. Chào gia. Dạ, con chào gia. Anh cũng định đi gặp em, không dè em tới đây. Mời gia. Không thèm đi thăm người ta, thấy cái mặt là hả, nói chuyện xa giao, thấy ghét. Đây đâu phải chỗ riêng tư cho hai đứa bay. Dành hơn Chê Huy. Dạ. Đã có kết quả kiểm tra môi trường con suối kia chưa? Thưa gia, con đang xử lý một số vấn đề kỹ thuật phức tạp trước khi đưa ra kết luận. Lại nói phức tạp, có hai chữ phức tạp nói quay không thấy ngương hay sao? Chê Huy, công việc chính quyền của cháu là biến sự phức tạp trở thành đơn giản, kéo dài tình trạng phức tạp hóa thì tội nghiệp cho bà con trong buôn lắm. Không có nước sinh hoạt, rồi cá dưới suối đua nhau chết hàng loạt, nên bà con hụt mất nguồn thực phẩm, căng lắm. Còn một kỹ sư ở dưới quyền đang mây mò chế tạo thùng rác thông minh. Mỗi khi con người bỏ rác vào á, thùng rác sẽ phát ra tiếng cảm ơn. Sau đó từ cây khe ở trong thùng sẽ thả ra bọc keo, xi mui và còn có mì nữa. Nếu được, chúng ta sẽ liên hệ kỹ sư đặt hàng chế tạo một số thùng thông minh để dọc bờ suối, để khuyến khích bà con vớt rác, nhặt rác, bỏ rác vào. Cái ý tưởng đó liệu có khả thi hay không, hay chỉ là tưởng tượng để cho vui thôi? Hơn nữa, tiền đâu mà đặt hàng hả anh? Đó là một phác thảo thí nghiệm, chưa
chưa nói trước được. Anh Sơn ơi, cái ý tưởng chế tạo máy đó thiệt hay đó. Bảo vệ môi trường là ý thức chung của mọi người, chứ đâu phải đổ dồn vô cái nhà máy đầu nguồn đâu. Không lẽ để cho nó gánh toàn bộ trách nhiệm sao? Chế Huy là trường thôn mà Hà không biết đâu là nhân là quả hay sao? Thì người ta cũng đang thiết kế quy trình xử lý ô nhiễm đó, nhưng mà từ từ, đâu phải ngày một ngày hai là xong được. Đến khi cá chết hết à, còn người thì dính mùi hôi thôi à. Giải pháp gì? Hay là giải pháp để lâu cực trâu hoa bùn? Dạ, làm gì mà nóng dữ vậy? À, thôi, cháu chào mọi người. Cháu có một cuộc họp gấp ở thôn trên. Dạ, con xin phép. Dạ. Anh là người đàn ông mà lại hạnh phúc thật sự cho em. Anh còn hạnh phúc hơn em khi được em chọn làm người yêu. Không bao giờ em quên được những gì đến với em trong những ngày qua. Anh đã cao thượng khi nhẫn nại chứng kiến mối quan hệ với em và Cường. Và anh đã không coi thường em, dù biết em là người xấu tính. Cho ly cà phê em ơi. Hai người bận mẫn quá ha. Anh hỏi em, đây là sự lựa chọn cuối cùng của em phải không? Phải không? Em... mày là một thằng điếu. Mày cướp gì trên tay của tao? Anh nói sai rồi anh Cường. Tình yêu là sự đồng cảm với hai người. Nếu như Bạch Tuyết không chấp thuận thì làm sao tôi có thể khẳng định Bạch Tuyết là người yêu của tôi chứ? Mày nói láo. Nếu như anh không tin thì anh hỏi Tuyết sẽ rõ. Bạch Tuyết, có phải trong lúc vắng anh, Châu Chế Hùng lợi dụng tâm lý cô đơn của em, nó đã cua em phải không? Phải không Tuyết? Anh Cường, em rất tiếc, phải nói sự thật, em và anh có duyên mà không có nợ. Em hy vọng anh với em hãy coi nhau như bạn bè. Em nhẫn tâm với anh vậy sao Tuyết? Trong thời gian vừa rồi anh chỉ ngờ ngợ, nhưng mà hôm nay em đã tự lộ mặt nạ của mình. Em là một con đàn bà bội bán. Bây giờ sự thật cũng đã rõ rồi. Thôi thì bây giờ anh hãy tôn trọng tình yêu của Tuyết dành cho tôi đi. Công việc đi tìm kho báo đã đến giai đoạn cuối. Bất ngờ tao bị tóm. Mày nói thiệt đi, có phải mày giàn cảnh để chơi tao không? Anh Cường à, anh hãy bình tĩnh lại đi. Bản đồ anh vẫn còn giữ trong túi sách mà, không phải vậy sao? Nếu như tôi muốn chiếm đoạt kho báu thì tôi đã cởm luôn tấm bản đồ để mưu tính về sao chứ. Trong lúc anh bị chính quyền tạm giữ thì hành lý của anh vẫn còn nguyên vẹn, tôi không hề đụng tới. Mày khéo lập luận lắm. Thực ra mày gài bẫy tao rồi bỏ chính quyền gông tao là tao trắng tay. Mày hả hê khi tao phá sản, bởi vì lâu nay mày đã ghen tuông ngấm ngầm. Mày giả bộ nhận lời lên rừng, rồi bất ngờ mày chạy cái đòn hỏi bản thân đối với tao. Đầu óc của anh rất là nham hiểm, cho nên anh suy bụng ta ra bụng người, nên anh thấy ai cũng mưu mô lừa lọc. Anh Cường nè, tôi khuyên anh đừng giận quá mất khuôn. Hai người sẽ phải trả giá cho sự phản bội trắng trợn đây.
không sao đâu em. Không sao đâu. Thật sự cần em. Mà có chuyện gì vậy anh? Em giới thiệu cho anh gặp một người làm trong giới bảo kê được không? Anh định giở trò điều tra em phải không? Không, anh nói thẳng luôn, đó là vì anh muốn thuê giang hồ để thực hiện một phi vụ trả thù. Mà anh Nhắm có đủ bản lĩnh để chơi với tụi giang hồ không vậy? Vô vô, ủ đi em. Thằng Cường này hả? Dư sức. Anh Hùng, anh về quê công tác hay là thăm quê? Tôi về thăm quê chứ không phải để chơi, mà có công việc phải xử lý, không thể chậm trễ trì hoãn. Việc gì mà anh Hùng nói nghe bí hiểm quá vậy? Tôi vừa ở huyện về, nắm cái tình hình ô nhiễm do nạn phá rừng ở đầu nguồn và xây cất nhà máy sơ chế không có đảm bảo theo quy trình. Như vậy chế quy làm trưởng thôn ở đây, anh có nhận được những phản ánh của bà con hay không? Có, nhưng mọi người thấy đó, bà con mình còn phản ứng theo cảm tính lắm. Tôi thì thấy cần đúc kết, đánh giá một cách thận trọng và khoa học nữa. Tại vì Hùng đi học nên chưa nắm sát thực tế đâu, phức tạp lắm. Tôi đang nghiên cứu để nắm cái sự phức tạp đó. Lại cho đâu, do ai? Mà nè, Quy có đọc những báo cáo của anh Châu Sơn không? Châu Sơn là người ở trong thôn nên chắc chắn nắm sát được cái tình hình thực tế. Anh Hùng, nếu như anh gặp phải một nhóm người kết bè kết cánh thì anh sẽ đối phó ra sao? Một mình tôi làm sao đủ sức? Tôi biết là bản chất của Chí Huy không xấu, nhưng mà suy nghĩ vẫn còn rất nông nổi. Anh đó, chưa nghĩ hết về hậu quả sâu xa đâu. Tôi khuyên Huy hãy can đảm mà dứt ra những mối quan hệ phức tạp đó trước khi quá muộn. Nói ít mong hiểu nhiều. Tôi nghĩ là Quy không cần tôi phải nói rõ ra chứ, đúng không? Sao vậy nè? Đây nè.
Tối hôm qua anh đi đâu vậy? Sao giờ này mới về? Em hỏi anh chi vậy? Buồn quá, đi nhậu xả xui được không? Thôi anh vô nhà tắm rửa đi. Mà việc gì khiến anh bực bội quá vậy? Tôi buồn thằng con trai của bà chứ ai. Anh nói cái gì kỳ vậy? Anh nói gì mà nghe được hả? Nó không phải là con anh sao? Bà đừng có lèm bèm. Hiện tại nó lên rừng á, nó làm loạn ở trên đó đó. Chính quyền người ta để ý. Đã vậy còn ngu nữa. Nói cái gì cũng cãi. Mẹ nó, đi tìm kho báu không lo, suốt ngày chỉ tranh đấu ba cái tình cảm dư dẫn. Là Bạch Tuyết phải không anh? Em chỉ nghe con nó nói nó thương Bạch Tuyết đó, lại còn dẫn nó theo lên rừng nữa. Vậy mà cuối cùng con nhỏ nó lại chạy theo Châu Chế Hùng. Thiệt là công anh xúc tép nuôi cò mà. Tép cái gì? Cò cái gì? Nói trật mà cũng nói. Cái này á gọi là thả mồi bắt bóng. Giang sờ sờ trước mắt á mà chê. Đi ghen bóng ghen cho với con nhỏ đó, đâu với cái thằng Châu Chế Hùng. Anh à, chuyện đâu còn có đó mà. Cái kho báu á, vẫn nằm yên trên đó chờ anh lên mà. Không ai rớ đến đâu mà anh sợ mất. Ông bà xưa người ta thường nói, dục tốc á, là bất đạt. Chuyện gì cũng phải từ từ mà tính. Mà em thấy làm sao á, cả hai cha con anh á, ai cũng đều như khùng khùng sao á. Khùng nặng lắm luôn á. Nè nè, tôi nói cho bà biết nha, bà nói câu đó là nặng lắm nha. Bà nói cho đàng hoàng nghe không? Anh á, ngồi ở nhà hưởng thụ không muốn, tự dưng à lại kéo lên rừng hết à. Chịu đói chịu khát. Thiệt á, em nể thiệt luôn á. Đúng là đàn bà, suy nghĩ cái chuyện trước mắt không à, mà không nghĩ tới cái chuyện tương lai. Tương lai là cái gì? Công ty của thằng Cường á cũng đâu phải là nhỏ. Lợi nhuận từ đó đủ cho cả nhà mình an nhàn suốt đời rồi. Anh còn đòi cái gì nữa? Một khi anh tìm được kho báu, anh sẽ nổi tiếng toàn thế giới. Nếu anh mà khám phá được kho báu khổng lồ đó, anh sẽ là một huyền thoại. Anh á, có cái bệnh háo danh từ hồi nào vậy? Thôi, bây giờ tốt nhất á, bà đi ra đằng sau bếp cho tôi. Đọc sách hay coi tivi gì đó, muốn làm cái gì thì làm. Đừng bàn tới kho báu đây nữa, nói chuyện bà mệt quá. Ừ, là ông nói đó nghe. Từ giờ á, tôi sẽ làm cái gì tôi thích. Mặt xác cha con nhà ông, ông cứ chờ đó đi. Con chào già. Chào Camry. May quá, có Châu Chế Hùng đây rồi. Dạ. Tình hình buôn mình gần đây là cô gái xinh xinh hôm nọ đâu rồi? Dạ, cổ đã về Sài Gòn rồi ông. Ráng mà giữ nghe, đừng để em nó một mình. Thằng Cường nó ác lắm được. Sau khi hai đứa đi khỏi, nó đã đốt trôi căn liệu của cô gái để trút dân. Dạ không sao đâu già.
Chuyện đó thì con đã có đề phòng rồi cha. Tốt. Bây giờ là chuyện của bố mình. Ngồi xuống đi. Dạ cha, con cảm ơn cha. Dạy Quy là heo. Để từ từ dạy Quy chứ gì. Thiệt á, là không hiểu cả trực trường thôn để làm cái gì. Cam Ri á, đừng có hối chí như vậy. Bởi vì á, cuối cùng thì Chế Quy á, cũng đã chấp nhận ý kiến của con là sử dụng giải pháp về pháp lý đối với vấn đề ô nhiễm. Chúng ta sẽ gom tài liệu rồi chứng cứ để trình lên Hội đồng Nhân dân để báo động, yêu cầu á, xử lý cái vấn đề ô nhiễm một cách dứt điểm theo một cái thời hạn rõ ràng. Thật vậy sao? Đúng là phải có Châu Chế Hùng thì công việc mới xong được. Dạ, nói quá lời rồi. Con á, là người của buôn làng, con phải có trách nhiệm với buôn làng của mình chứ. Chế Hùng mau lẹ thiệt, tôi mới nghĩ ra cách, chưa kịp thực hiện Chế Hùng đã danh mất rồi. Anh đừng lo, giải pháp độc chiêu của anh vẫn còn tác dụng mà. Nơi nào pháp lý chưa rơi tới thì mình cứ áp dụng liệu pháp cái gen ốc sên giúp ba con. Ủa, cái giải pháp ốc sên đó, cái gì mà sao nghe lạ vậy? Đại khái đó là tìm giải pháp để tìm cách sống chung. Dạ. Nếu vậy á thì anh Châu Sơn cùng với Sari nè, áp dụng cái giải pháp ốc sên đó đi, rồi sống chung với nhau nữa. Chứ chẳng lẽ sống cô độc hoài vậy sao anh Châu Sơn? Khi nào mà việc ô nhiễm môi trường dứt điểm xong á, Châu Sơn sẽ xin tổ chức sống chung. Thôi, bây giờ Sari phải xuống dưới quyền. Không biết Thiên Lộc và Thu Hà đã chữa bệnh cho mẹ con ma rừng ra sao rồi. Để anh đi với Sari nha. Không cần đâu, anh Châu Sơn phải ở đây cùng với Chế Hùng lo giải quyết ô nhiễm nguồn suối cho dân bang. Sari tự đi một mình được mà. Ừ, nếu vậy thì cũng được. Sari á, hãy giúp cho đôi bạn trẻ đó, rồi giúp dân bản trong buôn làng của mình xóa bỏ những cái tập tục xấu đó đi. Cái tập tục lạc hậu còn sót lại ở một vài buôn ở trong tinh rừng sâu. Dạ. Họ tìm ma rừng nhập vào ai đó nên phải giết đi. Thần thánh đối với người dân tộc chúng ta, ai mà không tin? Nhưng tin vào thần thánh để làm điều thiện, chứ ai lại tin vào ma để ra tay sát nhân? Thôi Sari, đi gặp gặp cái chân đi. Dạ. Con chào gia, con chào anh chị. Sari, lại đây Cam Ri nói nè. Bây giờ đó, Sari yên tâm mà đi nha. Ở đây đó, Cam Ri sẽ lấy dây thừng buộc Châu Sơn lại. Châu Sơn sẽ không bao giờ đi với cô gái khác được đâu. Con chào già con đi à. Em chào anh. Ừ. Dạ, vậy con xin phép già, con cũng đi nha. Dạ, chào cả nhà, con đi luôn. Chào Sari Sơn. Ủa, anh Chế Hùng, không phải anh đi cùng anh Châu Sơn sao? Không, tôi tưởng là Châu Sơn đi xuống quyện với Sari rồi chứ. Dạ không, Sari đi một mình thôi à, nói rồi mà. À, tôi hiểu vì sao á mà Sari muốn anh Châu Sơn ở lại với tôi rồi đó nữa. Anh Châu Sơn phải ở lại để giúp anh Chế Hùng lo giải quyết ô nhiễm nguồn suối mà. Không có phải. Không phải là Sari muốn đẩy nhanh tiến độ xin tổ chức sống chung với anh Châu Sơn đúng không? Anh này.
Chê Hùng. Ủa, anh Châu Sơn, bây giờ phải làm sao đây? Với cương vị là người của phòng lâm nghiệp, Châu Sơn phải giải quyết gấp rút chuyện này, không thể đợi chơi quý được nữa. Ừ, nhưng mà trước mắt á, tôi có một chút việc riêng phải làm trước. Chờ tôi xong việc cái đã, tôi sẽ cùng chế quy đi ra suối xem tình hình như thế nào đã. Ừ, chị Hùng lo xong công việc rồi lên sớm nha. Ông Châu Chiệp và bà con đang bực xúc lắm rồi, không thể nào chịu nổi một ngày nào nữa. Rồi, tôi biết rồi. Rồi, gặp sau ha. Ừ. Anh Lộc. Ủa, ủa sao có mình anh ở đây vậy? Còn anh Tiến đâu rồi? Anh Tiến anh về Sài Gòn rồi. Ở giữa đường á có một chút chuyện anh về anh giải quyết. Xong việc á anh sẽ quay lên liền để tìm mình. Ờ, còn hai mẹ con của cổ sao rồi anh? Cũng khỏe nhiều rồi. Ủa, em mua gì nhiều vậy? Dạ, là đồ ăn đó. Có cả những món mà anh thích ăn nữa. Phải không đó? Em mà biết anh thích ăn món gì sao? Em, sao tự nhiên giận anh vậy? Mua cho anh ăn mà anh còn. Thôi, anh xin lỗi. Đừng có giận anh nha. Bây giờ em mua cái gì anh cũng thích hết. Chịu chưa? Cũng biết nịnh quá ha. Người này là ai? Sao lại có mái tóc màu xanh vậy? Hay là người này chết rồi? Mình phải về báo cho gia Châu Chiếp biết ngay mới được. Thiệt là tội nghiệp. Anh tính chừng nào mới trở lại rừng? Anh chưa thể đi ngay lúc này được. Anh phải chờ sức khỏe của mẹ đứa bé ổn định lại, rồi sau đó anh sẽ tìm chỗ nào cho hai mẹ con định cư. Mà bằng cách nào anh? Cũng không khó lắm đâu. Anh sẽ liên lạc với một vài nơi trong huyện,
Trước mắt anh với em phải đi tìm phòng trọ để anh với em nghỉ lại. Ừ. Để anh đi gặp bác sĩ. Dạ. Xong rồi, bác sĩ cho biết người mẹ đứa bé có thể phải qua đêm nay thì mới có thể tỉnh táo lại được. Bác sĩ đã bố trí một y tá chăm sóc rồi. Thôi bây giờ mình đi kiếm một cái phòng trọ đã. Ừ. Đi em. Đi em. Con nghe nè ba. Tình hình trên đó sao rồi con? Dạ cũng ổn rồi ba. À, chú Tuấn Anh đã đồng ý giúp con việc truy tìm kho báu rồi. Anh ta không nghi ngờ gì con sao? Con nghĩ là có. Với một người thông minh như ông thì làm sao mà không nghi ngờ được. Nhưng do ông lo lắng cho Thiên Lộc quá nên phải đồng ý hợp tác với con. Cũng đúng thôi. Một mình Tuấn Anh không thể cùng một lúc mà đối phó với cha con Trí Dũng được. Mà bác, cha con Trí Dũng về Sài Gòn có động tĩnh gì không? Chưa thấy gì. Trí Dũng vẫn đang nằm im. Còn Mạnh Cường thì vẫn đang tức điên lên vì Bạch Tuyết. Mà cô Bạch Tuyết này cũng rất là bí ẩn. Con cũng chưa hiểu động cơ của cô ta là gì hết. Bà để Bạch Tuyết giùm con nha. Con thấy là tình cảm của cô rất là phức tạp. Lúc thì cô yêu Mạnh Cường, lúc thì ngã về Châu Chế Hùng. Ba nghĩ là rất có thể cô ta đang nhắm tới kho báu. Ban đầu thì dùng tình cảm để dụ Mạnh Cường, nhưng mà sau này Mạnh Cường bị bắt nên cổ lại ngã qua Châu Chế Hùng. Con cũng chưa biết chắc nữa, nhưng mà thế nào thì ba cũng phải để ý cô ta đó. Thôi con chào ba nha. Con hãy nhớ là thằng Châu Chế Hùng đã về rừng rồi đó. Dạ. Phải trở về rừng ngay thôi. Con kiếm ai? Dạ con chào cô. À cô ơi, ở đây cô còn phòng không cô? Con 100.000 phòng. Dạ dạ con cảm ơn cô. Con Hoàng Julie. Dạ. Ừ. Em có phòng. Dạ. Rồi ngày mai á anh sẽ dẫn em đi chơi ăn uống rồi đi mua sắm một ít ha. Anh ơi, nhà cửa ở đây cũng đẹp quá ha, yên tĩnh và lãng mạn quá. Ừ, là phố huyện của tỉnh mà. Thua ở Sài Gòn nhiều. Đẹp. Giống như là một sơn nữ vậy. Anh á sắp trở thành thi sĩ rồi đó. Thôi chúng ta vô phòng nghỉ ngơi đi em. Mình đi em. Mình vô thôi em. Uống nước đi cha. Con làm gì mà lo lắng về Camry? Thằng Hùng nó đã đi về rồi. Lo làm gì?
ô nhiễm giải quyết được. Dạ thưa cha, con thực sự không phải lo về chuyện đó, mà con đang nóng lòng về Thiên Lộc và Thu Hà đó cha. À, con nhắc cha mới nhớ, không biết là thằng Thiên Lộc nó sẽ làm sao với mẹ con ma rừng nữa. Nó giống cha của nó quá, tốt bụng. Cam đi, con thiệt là có phước đó. Dạ. Nhưng mà anh Tuấn Anh, anh Tuấn Anh với con bây giờ chưa thể sống công khai được, cho nên bây giờ anh phải sống chui nhùi trong rừng sâu như vậy rồi cha. Thật là tội nghiệp cho con gái của cha. Nhớ thương chồng mà nước mắt ngăn nước mắt dài như thế này. Cha, cha không hiểu được đâu. Anh ở trong rừng, cô đơn lạnh lèo lắm cha. Còn ước gì nè nè, có chuyện gì vậy? Sari, vừa nhìn thấy một cô gái tóc xanh. Tốt lắm, Sari đã đưa tin giúp mình rồi. À, để coi phản ứng của ông Châu Chiếp ra sao đó. Tóc xanh. Ừ. Ở đâu? Có phải ở Dương Quyền không? Hay ở trên rừng? Ở Phô Quyền à? Nếu mà ở Phô Quyền thì không cần phải lo lắng như vậy đâu Sari à. Con này, mày làm già sợ quá đi mất. Một cô gái tóc xanh thì phải sợ chứ da. Nhưng ở Dương Quyền thì không cần phải sợ đâu. Tại sao vậy? Sao ở Dương Quyền thì không phải sợ? Tóc xanh đây như trong truyền thuyết vậy. Là vì bây giờ ở Dư Huyền, con trai con gái nó nhuộm tóc xanh tóc đỏ nhiều lắm. Không phải truyền thuyết đâu mà sợ Sari. Nhưng hình như cô gái ấy đã phát hiện ra con. Cô ấy đã dùng khăn che mái tóc đó lại, chứ không khoe như mấy cô cầu dưới miền xuôi đâu à. Thật không? Dạ, con nói thật cây bông mà. Sari không biết nói dối ai bao giờ cả. Chính Sari đã tận mắt nhìn thấy mái tóc xanh ấy. Nhưng cô gái ấy như có mắt sau gáy, phát hiện ra Sari nên đã lấy khăn che tóc lại rồi à. Mà Cam Ri, anh Châu Sơn đâu à? À, anh Châu Sơn đi với anh Hùng ra xuôi rồi, chắc là để coi tình hình ô nhiễm đó. Ừ, thôi để Sari đi tìm anh Châu Sơn Cam Ri ha. À đúng rồi, Cam Ri phải đi coi bé Châu Phách, nó pha quá. Thôi mình đi nha. Vậy là ông Châu Chiếp vẫn chưa tin về sự xuất hiện của mình. Làm sao để ông tin đây? Nè em. Ngon quá. Ừ. Ráng ăn nhiều chút nghe. Ừ.
Mấy em niệm ở đây đẹp lắm hả? Đẹp lắm đó, mẫu mới không á, cứ việc thoải mái lựa nha. Anh, người ta làm đẹp quá à. Ở trong nhà gì Camry không có mấy cái này, nhưng mà sao mắc quá à? Mắc quá anh. Thôi kệ, em lấy đi. Cái này bao nhiêu vậy chị? Cái gì vậy em? Rồi, cái này 50 em ơi. Ha, anh mua tặng em nè. Quay quanh kẹp cho. Wow, em đẹp quá. Anh chụp em hoài à. Em gửi tiền. Rồi, cảm ơn em nha, bữa khác nhớ ghé mua ủng hộ nha. Cảm ơn chị. Ờ, em nè, bây giờ em đưa bé nó vô bệnh viện để thăm mẹ nó. Rồi anh đi tìm mấy chỗ từ thiện để xem tình hình sao. Rồi có gì anh quay lại bệnh viện trước em ha. Mình đi. Sao bệnh nhân mà không ai chăm sóc vậy? Thân nhân gì mà bỏ đi hết trơn à? Tôi kiếm cô nãy giờ quá trời luôn đó. Dạ em xin lỗi, tại em đưa bé đi ăn. Đứa bé này dễ thương lắm đó nha. Dạ tại vì bé là ma rừng mà. Hả? Ma rừng? Ma rừng là sao? Nè, đây là bệnh viện chứ không phải là nơi để chị đùa giỡn đâu. Em nói thiệt mà. Đứa bé này bị bà con trong buôn làng gọi là ma rừng, ai cũng xa lánh nó hết đó. Mà rừng này á hiền khô à, không có hút máu làm bậy gì hết trơn á. Ờ, bệnh nhân đó được chuyển vào phòng hồi sức rồi, chị ghé qua bển đi. Dạ. Đi. Cái xứ này đủ chuyện bí ẩn. Mình đã ở đây vài năm rồi mà vẫn chưa hết ngỡ ngàng nữa. Ma rừng, ma gì mà đi ngời ngời vậy, không bay khỏi mặt đất vậy ta. Ơi, chị bình tĩnh đi chị, đây là con của chị mà, chị đừng có sợ. Không không, nó là ma rừng đó, nó là ma rừng đó. Chị bình tĩnh lại, thần linh á đã tha mạng cho chị nên con chị vẫn là người, không phải ma rừng đâu, em nói thiệt đó. Là người cứu sống tôi không? Dạ không phải em. Người cứu chị là anh Lộc, ảnh được thần linh phái xuống để cứu hai mẹ con chị đó. Vậy anh đâu rồi cô? Tôi muốn biết mặt anh để tôi ta ơn anh. Chị không mệt, chị cứ nằm nghỉ đi, anh có gì chút xíu nữa anh quay lại. Con của mẹ. Chị ơi, chị uống chút sữa cho khỏe.
chị khỏi lo cho bé. Em đã dẫn bé đi ăn sáng rồi. Em còn nhỏ tuổi lắm, chị cứ kêu em bằng em là được rồi. Em tên gì vậy? Em ở đâu? Dạ em tên là Thu Hà. Em đang sống ở trên thành phố á. Chị đừng có lo lắng quá. Người chị còn mệt, chị cứ nằm nghỉ đi cho khỏe. Bên. Chị không biết phải đi đâu nữa. Em biết rồi đó, chị không được phép rơi về làng đâu. Mẹ con chị bơ vơ rồi. Dạ, ở đây nè chị. Chị ơi, đây là anh Lộc đó. Tôi đòi ơn con. Chị ơi, con đã cứu mẹ con tôi. Tôi đòi ơn con. Đứng lên đi chị. Thôi mà chị ơi, chị nằm nghỉ đi. Thôi đừng có khóc dạ, đi chị. Dạ, chị nằm nghỉ đi chị. Chị bình tĩnh đi. Nhờ cậu mà mẹ con tôi mới được sống sót ngày hôm nay. Tôi tạ dạ. ơn cậu. Dạ, không sao đâu chị. Dạ. Ờ, chị đây á là vì ở bên cơ sở nhân đạo Thiên Phước đã nghe được câu chuyện thương tâm của hai mẹ con chị. Tôi sẵn sàng giúp chị học nghề ở cơ sở Thiên Phước, ăn ở tại đó rồi nuôi cháu bé luôn. Dạ dạ, tôi cảm ơn. Mẹ con em có chôn nương thân rồi sao? Em đã đi liên hệ vài nơi, con người chị em đến gặp dì Thiên Phước, và em cũng không ngờ đã gặp được sự sốt sắng của dì đó. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Dạ không có gì đâu chị. Muôn sự là cũng do trời thương mà thôi. Mình ở hiền thì gặp lành chị à. Rồi chị yên tâm, nghỉ ngơi vài bữa đi. Anh có lo việc riêng của anh đi. Tôi sẽ làm thủ tục với bệnh viện để đứng ra làm người bảo trợ. Em chúc chị mọi sự tốt đẹp nha. Thật lòng, chị muốn trở về sống với bà con trong làng em à. Em sẽ cố gắng vận động thuyết phục, nhưng có lẽ phải mất một khoảng thời gian dài. Vậy khi nào có kết quả em nhớ ghé cơ sở Thiên Phước báo tin cho chị nha em. Dạ. Ờ, chị ở lại giữ gìn sức khỏe, có dịp em sẽ đến thăm chị. Dạ chị, em xin thôi, phép đi. Em chào chị em dạ. đi. Chào chị. Cảm ơn hai em. Chào chị, em con cảm chào ơn chị. Thư viện đi. Ừ, chào. Dạ, em đi nghe chị. Anh đi nghe em. Châu Sơn có từng hay đi săn không? Lúc trước thì có, nhưng bây giờ Châu Sơn đã là người của phòng lâm nghiệp rồi, hiểu ra rồi, phải bảo vệ rừng, không dám đi săn nữa. Nếu vậy thì tốt quá rồi. Ừ. Cũng chưa tốt gì đâu chị Hùng. Sao vậy? Châu Sơn phải có trách nhiệm làm cho dân bản mình hiểu ra mới được. Chứ mình Châu Sơn hiểu thì có ích gì đâu. Bên kia có thu. Châu Chế Hùng, anh ta là ai? Sao chuyện gì cũng thấy anh ta nhúng mũi vào hết vậy?
Này, chị Hùng. Chị Hùng à, từ từ đã. Chị Hùng à, cẩn thận. Cẩn thận đó chị Hùng. Anh ta là ai mà sao có súng? Có thấy ai không chị Hùng? Ờ không, chắc là những người đi săn trộm thôi. Đó, chị Hùng thấy không? Phải làm cho dân buôn mình hiểu thì mới chấm dứt được nạn săn trộm. Ờ, mình đi ra suối đi anh. Anh Tư, ừ? Nếu như phi vụ này trót lọt thì anh cho em bao nhiêu? Em làm giá với anh hả? Em đâu có dám. Anh muốn cho em bao nhiêu thì em hưởng bấy nhiêu thôi. Chẳng qua là em muốn biết để liệu chừng thôi. Em định dây nóng một ít tiền để mua đồ. Thằng kia chồng bao nhiêu? Tùy anh Tư thôi. Nếu xử lý con mồi biến mất thì anh Tư đòi giá bao nhiêu? Nếu lấy thẹo, thẹo lớn hoặc thẹo nhỏ thì tùy anh thôi. Phương, coi chừng không phải con mồi kia ăn thẹo mà là chính em phải ăn thẹo đó. Em đứng trung gian dọ giá ăn tiền hay đâu phải không? Anh Tư à, quan cho em quá à. Em đâu có dám. Nói cho em biết, anh không có ngu gì giữ cho con mồi quá kiếp qua thế giới bên kia đâu. Anh chỉ lấy thẹo với tỷ lệ thương tật nhẹ, nhỏ hơn mức quy định phải ở tù. Anh mà cũng sợ bị ở tù hả? Ở trong tù thì lấy gì có tiền để mà ăn chơi? Nếu khách yêu cầu anh phải cho con mồi quá kiếp thì anh có nhận lời không? Cái đó tùy vào thực tế. Còn mồi ra sao anh Tư mới quyết định được. Có đáng phải hạ thủ hay không? Vì giết một mạng người, nhiều thứ rắc rối xảy ra lắm. Sao, giữa khách hàng và con mồi cực kỳ thâm thù hả? Thì phải xin phép anh Tư đó. Vì anh ghen lắm đó, em hiểu chưa? Em hiểu. Em là em gái trung thành với anh Tư mà. Vô. Khi nào thì phi vụ bắt đầu? Càng sớm càng tốt anh à. Chỉ cần anh gật đầu là em sẽ kêu khách hàng chung tiền cho anh liền à. Được rồi, thôi anh biến trước đây. Đừng tin Mạnh Cường, anh ta là một kẻ lừa đảo và đang lợi dụng bạn. Tỉnh táo. Thank you.
Em. À, anh. Chà, này siêng năng dữ ha. Anh xin lỗi em. Anh về mà anh không cho em hay. Em. Em nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại đi. Anh em đây. Em cảm ơn anh. Ngồi đi em. Nhưng mà em đâu có là cái gì đâu. Tại sao anh về phải đi tìm em chứ? Thôi mà, em đừng... Chuyện sao rồi anh? Anh kể cho em nghe đi. Em nhìn cái gì vậy? Đâu có, em đâu có nhìn gì đâu. Em để điện thoại dưới chị. Ủa, vậy hả? Vậy mà nãy giờ em đi kiếm em không thấy. Thì ra là nằm ở dưới đó. Sao? Anh kể cho em nghe đi. Không có gì vui hết đó em à. Hay là bây giờ anh chở em đi ăn nha. Thôi, em còn nhiều hồ sơ lắm, chưa giải quyết nữa. Đi đại đi, lát giải quyết sau. Mà Bạch Tuyết đâu? Không về chung với anh hả? Không, Tuyết đã xin nghỉ ở công ty mình rồi. Sao kỳ vậy? Em đâu có nghe nói gì đâu. Nhưng mà cổ đang làm việc tốt, sao lại xin nghỉ với anh? Chắc có lẽ là cô có việc làm tốt hơn. Mà thôi đi, em hỏi làm chi, lúc khác nói. Mới có mấy ngày không gặp à, mà anh tưởng như là có mấy năm vậy đó. Kỳ lắm. Hùng miếng đi. Thôi mà, người ta thấy bây giờ. Dạ chào sếp. Sếp đi công tác xa về có quà cho em không vậy? Có quà chứ. Mà anh quên mang rồi. Dạ. Anh, hay là mình mời mọi người đi ăn chung luôn đi, để chúc mừng ngày anh trở về ha. Vậy sao được, anh muốn chỉ có anh với em thôi, có mấy đứa còn gì riêng tư. Thôi mà, đi. Thôi được rồi, chở luôn. Hôm nay anh Đãi mời hết mọi người công ty đi ăn. Thanh kiều sếp. Anh, chút nữa thì em quên, em gửi anh hồ sơ dự án mới công ty mình nè. Cô tham ăn vừa thôi nha. Nhắc tới đi ăn quên hết công việc à. Đâu có, tại thấy sếp về em vui quá chứ bộ. Từ nay mọi việc của công ty á, Kim Hằng sẽ thay anh giải quyết. Dạ. Mình đi em. Đợi chút xíu. Đi. Chào bác. Mời ngồi. Con mới ở trển vậy, có tin này phải báo gấp cho bác biết. Hay quá, tôi đang nóng ruột chờ cậu đây. Có tin gì vậy? Sao kỳ vậy ba? Chẳng phải anh không tìm được cái gì ở đó hả? Ba nghĩ là thằng Cường nắm được cái gì đó chắc chắn từ ông Châu Chiếp, nên mới quyết tâm như vậy. Ngoài ra có thông tin cho ba biết, Châu Chế Hồng có khả năng là người giấu mặt, đang xin giấy phép nữa. Vậy còn Thiên Lộc sao ba? Thằng Lộc thì rất tốt, nó đang đi tìm kho báu thì lại bỏ ngang để cứu hai mẹ con người dân tộc sắp bị chôn sống. Dạ vậy hả ba? Lộc là người lương thiện, con sẽ cố hết sức giúp cho Thiên Lộc toại nguyện, dù là có kho báu hay không. Thôi con chào ba nha, con đang đi chung với Mạnh Cường. Mà anh đang có âm mưu gì đó với Bạch Tuyết đó. Bạch Tuyết đã nghi diệt công ty con rồi,
Con còn nghe nói là... là anh còn đốt liều của Bạch Tuyết nữa. Con sợ là anh sẽ hại Bạch Tuyết đó. Lý do là gì? Có lẽ là do anh ghen. Anh nghĩ anh bị phản bội vì cho rằng Bạch Tuyết đi theo anh bấy lâu nay chỉ là vì vị trí của kho báu. Nay đã biết rồi thì lại quay qua người có thế lực hơn là Châu Chế Hùng. Thôi được rồi, con cứ yên tâm đi, ba sẽ cử tiến theo sát vụ việc này. Dạ. Thôi con chào ba nha. Ủa chuyện gì vậy bác? Không ngờ thằng Cường càng ngày nó càng thâm độc như vậy. Hết cướp bản đồ của thằng Lộc, giờ lại còn bày trò tính hại người. Vậy là thông tin của cậu về Châu Chế Hùng là chính xác. Dạ. Cậu đã phát hiện ra ai là người nổ súng bắn con gái tôi chưa? Dạ chưa bác ạ. Nhưng con thấy một người rất là quen. Kẻ đó với kẻ đe dọa nhân viên công ty Mạnh Cường phải nghỉ việc, có phải là một không? Theo mô tả của Thảo và một số cô bị dọa hôm trước thì rất có thể là một người đó bác. Vậy hả? Vậy thì theo cậu là ai? Rất có thể là tên Lâm, tay sai của Mạnh Cường đó bác. Trời, lại là cái thằng Mạnh Cường. Cháu chưa thể khẳng định vì chưa đủ chứng cứ. Bên công an vẫn chưa nói gì về vụ ám sát hôm trước, cho nên vì sự an toàn của công ty, cậu phải hết sức cẩn thận và phải tiếp tục cử vệ sĩ bảo vệ Kim Hằng cho tôi. Tôi lo cho tính mạng của con bé lắm, nó càng ngày càng lấn sâu vào cuộc chiến rất nguy hiểm. Dạ con biết rồi. Còn nữa, việc thứ hai cũng không kém phần quan trọng là phải xác định kẻ đang xin giấy phép là ai, Mạnh Cường hay Châu Chế Hùng. Bác có thể nhờ luật sư để đánh tiếng là bác sẵn sàng thương lượng cùng Mạnh Cường và Châu Chế Hùng để giảm bớt mối nguy hiểm được không? Cậu nổi tiếng là cao thủ tuyệt quyền đạo, vậy mà cũng ngại bọn chúng sao? Chúng đó nấp trong bóng tối bác ạ. Còn mình thì ở ngoài ánh sáng, khó mà lường trước được những đòn đánh sau lưng của bọn chúng khi không biết chúng lại và trong tay chúng có những gì. Thiệt ra khi mình nhờ luật sư đánh tiếng thương thảo, bọn chúng sẽ ra mặt lộ tông tích, tức là mình dùng kế dụ cáo ra khỏi hang đó bác. Hay, không ngờ võ sư Tiến lại có tài quân sư nữa. Mãi đến hôm nay tôi mới được một sở thị. Mèo nhỏ thôi mà bác, bác cứ chọc con hoài. Không, đó là một kế hay. Mình phải xác định chính xác Châu Chế Hùng hay Mạnh Cường đang giấu mình chờ thời. Nhưng bọn chúng cũng không dễ mắc bẫy vậy đâu. Mưu đồ của chúng là độc chiếm kho báu, chứ không phải... À, sao rảnh Tiến? Chuyện em nhờ anh sao rồi? Có anh Cường ở đây không em? Anh đi ra ngoài rồi. Bây giờ anh có gì cứ nói đi, đừng có sợ. Mọi chuyện của công ty bây giờ đều do em định đoạt hết rồi. Xong rồi, tôi đã liên hệ bên đất ta. Bây giờ bước tiếp theo là tới em rồi đó Kim Hằng. Cảm ơn anh nhiều nha. Mời anh uống nước. Ừ. Cảm ơn em. Nhưng mà em nên cẩn thận. Mạnh Cường bây giờ không còn như xưa đâu. Hắn rất thâm độc. Anh ta có gì đâu mà cả ba em với anh đều sợ vậy. Có nhiều chuyện về Mạnh Cường mà em không thể nào tưởng tượng ra đâu.